Chiếc xe này sau 11 năm sử dụng nhưng mỗi năm chỉ lăn bánh 2.000 km. Thật là khó tin. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một mẫu xe thuộc dạng siêu tầm. Đó là chiếc RX450H, sản xuất năm 2010, nhưng km chỉ có 2,5 vạn đến điểm hiện nay, sau 11 năm sử dụng. Và chiếc xe này cực kỳ mới, và nó đáng để siêu tầm dành cho những người yêu thích một chiếc SUV hạng sang đến từ thương hiệu Lexus. Các bạn cũng đã biết, những chiếc hybrid là những chiếc xe thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này có ngoại thất là màu vàng cát và nội thất là màu kem, và tất cả mọi thứ vẫn còn cực kỳ mới khi mà mỗi một năm chiếc xe này chỉ lăn bánh khoảng 2.000 km. Các bạn có thể quan sát thấy từ vô lăng cho đến cần số, ghế da, tất cả mọi thứ gần như được giữ nguyên. Khi mà chiếc xe này thì chủ xe gần như là chỉ để ở trong gara và rất ít khi sử dụng. Một chiếc xe thuộc hàng siêu tầm mà rất là khó tìm trên thị trường. Đây, nội thất. Tiếp theo là hàng ghế thứ hai. Mọi thứ gần như vẫn còn giữ nguyên, trần xe cực kỳ sạch. Và chiếc xe này được sản xuất vào tháng 6 năm 2010. Trên tem cửa vẫn còn. Các bạn có thể thấy ở trên bậc lên xuống, ngay cả ni lông này vẫn tồn tại được đến thời điểm này là 11 năm, vẫn chưa bóc hết ni lông. Quá mới, một chiếc xe mà quá hiếm. Và còn một điểm đặc biệt nữa mà tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là ở hàng cái cốp sau. Đây ạ. Vị trí cốp sau, lớp nỉ này vẫn còn nguyên, vẫn còn rất sạch. Nhưng phía sau đó là một điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là lốp dự phòng. Chiếc lốp dự phòng này vẫn còn nguyên theo xe và chưa hạ một lần nào. Tức là chiếc lốp này được sản xuất vào tuần thứ 13 năm 2010. Và đến hiện nay là sau 11 năm sử dụng thì chiếc lốp này vẫn còn nguyên ở trên vị trí này. Quá mới. Nếu như các bạn đang quan tâm và muốn sở hữu một chiếc xe với tầm tiền hơn 1 tỷ thì tôi nghĩ các bạn không nên bỏ qua chiếc xe này. Khi mà tất cả mọi tiêu chí của một chiếc xe cũ thì chiếc xe này đều vượt trội, từ km lăn bánh cực ít cho đến nội ngoại thất vẫn còn giữ gìn, và nó đáng để các bạn quan tâm. Hiện nay chiếc RX450H này đang được Hà Nội Ka chào bán với mức giá là 1 tỷ 320 triệu dành cho một chiếc SUV hạng sang có động cơ hybrid thân thiện môi trường và có mọi tiêu chí tốt nhất của một chiếc xe cũ. Và nếu như các bạn quan tâm, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Hà Nội Ka, 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để lái thử và cảm nhận chiếc xe này. Còn đương nhiên rồi, các bạn ở xa, chúng tôi sẵn sàng ship xe đến để các bạn kiểm tra, sau đó thanh toán nốt phần còn lại và nhận xe. Đó là tiêu chí của chúng tôi, mong muốn tìm được những xe chất lượng để các bạn có thể trao đổi, nâng tầm của chiếc xe mình đang đi, và chúng tôi sẽ thu mua lại chiếc xe của các bạn. Và chúng tôi hy vọng sẽ còn phục vụ các bạn được nhiều hơn ở những lần tiếp theo. Nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm một chiếc xe cũ thì các bạn cũng nên đăng ký kênh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại hàng ngày với các video giới thiệu xe hữu ích để các bạn có thể tham khảo, cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn quyết định cuối cùng của mình. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.